Xin chào anh chị và các bạn nhé. Hiện tại là mình đã có mặt tại Hợp tác xã Công nghệ Cao Nông Thịnh. Là mình là một trong những cổ đông của Hợp tác xã. Và hôm nay mình sẽ review lại cho anh chị và các bạn xem về cái nhà màng của bên mình. Và mình review chủ yếu là về hệ thống tưới. Video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn là hệ thống tưới. Và đây là cái hệ thống tưới của bên mình. Và hệ thống tưới này thì mình làm có thể là tốn mất khoảng vài trăm. Thì bao gồm là máy móc này, rồi là hệ thống này, rồi là đường ống. Thì cộng lại thì tổng cái nhà màng này thì bên mình làm hết hơn 1 tỷ. Thì nó bao gồm tất tần tật tật các loại chi phí. Và hôm nay thì mình sẽ review lại cho anh chị và các bạn xem về cái hệ thống tưới. Hệ thống tưới là bên mình là sử dụng là nước giếng. Ở bên kia là có một cái giếng. Mình có thể là mở cái cửa này ra để mình review từng phần cho các bạn. Khi mở cửa ra thì quạt của nó quay, nó thổi côn trùng ra ngoài. Và bên mình có dùng cái nước giếng. Nước giếng này là nước giếng đào, không phải là nước giếng khoan. Tại vì ở đây là nguồn nước nó rất là nhiều, nên là mình có thể là hút trực tiếp lên cái bồn này. Và nước giếng kia thì bên mình đã đo đủ pH, rồi là đo tất cả các chất thì nó vẫn đạt tiêu chuẩn về cái nguồn nước. Và bên mình có đem đi đo thử nghiệm các bạn nhé. Và nó lên ở đây là có 4 van, có nghĩa là 2 van, nhưng mà nó có 4 cái bình. 4 cái bình này là bên mình ký hiệu để cho nó là mình có thể là bỏ phân ở đây. Và đây là dinh dưỡng. Dinh dưỡng mình cho dưa ăn. Và đây là các loại phân các bạn nhá. Các loại phân này thì mình sử dụng giảm nước. Giảm nước là sau khi mình bỏ phân vào đây thì mình sẽ bỏ theo tỷ lệ. Ví dụ như là dưa lúc bé thì mình sẽ bỏ theo tỷ lệ như thế nào, và dưa lúc lớn thì mình sẽ bỏ theo tỷ lệ thế nào, và đến lúc là thu hoạch thì tỷ lệ thế nào. Thì các thành phần ở đây thì bên mình sẽ có một cái bộ chuyển giao công nghệ. Các bạn muốn cân thì bên mình sẽ chuyển giao công nghệ là cho các bạn xem. Tại vì bên mình đã đóng gói được cái sản phẩm, là bên mình có kỹ sư, bên mình là có cái kỹ thuật hướng dẫn cho tất cả các bạn. Và bên mình có bộ chuyển giao quy trình lại cho tất cả các bạn. Và nước phân mình sẽ bỏ vào đây. Và mình bắt đầu là xả nước vào. Sau đó là mình sẽ khuấy đều phân. Khi mà khuấy đều phân xong thì mình sẽ được là nước phân ở trong này, đúng không ạ? Kèm theo nước là mình sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cái thông qua cái hệ thống tưới này, và để tưới ra ngoài kia. Ra ngoài kia thì nó sẽ có một cái kim, là mình sẽ bắt đầu lần lượt giới thiệu cho các bạn. Nó sẽ kết nối ở đây, và nó kết nối vào đây là cái hệ thống tổng. Nhá, ví dụ như mình mở van này và van kia, nó sẽ kết nước nó sẽ phối với nhau. Rồi là ra ngoài này, là bên này là có cái máy bơm. Máy bơm, và đến đây là nó bắt đầu phối trộn. Đấy. Phối trộn nước và phân với nhau. Và ở đây là có một cái lọc. Cái lọc này thì mình phải thay định kỳ các bạn này. Nó lọc các tạp chất còn có trong nước. Thôi nó sẽ đi ra ở đây là 2 van. Van 1 và van 2, có nghĩa là trong cái nhà màng này là bên mình chia ra 2 van. Có nghĩa là một nửa trên và một nửa dưới. Thì nó sẽ đi theo đường ống này các bạn nhé. Nó sẽ đi theo đường ống này. Và đến đây. Đến đây là các bạn sẽ thấy một cái đường ống tổng. Đường ống tổng kéo dài đến tít đầu kia. Ở đầu kia là bên mình chia ra 2 ngăn đấy. Các bạn thấy đó là một ngăn. Và cuối cùng ở phía bên trong một ngăn. Cái nhà màng này là bên mình làm hết khoảng hơn 2.000 m². Thì bên mình phải chia ra 2 ngăn, cứ một ngăn tầm khoảng 1.000 m². Và đường ống đó, ở dưới này là bên mình đã chôn đường ống đấy các bạn này. Chôn đường ống. Đường ống tổng nó sẽ kéo từ đây đến bên kia. Và cái đường ống tổng kia là nó sẽ phân ra các nhánh. Các nhánh. Đây là nhánh này. Nhánh, rồi là các nhánh này thì nó sẽ có cái chia ra các van. Van, và ở đây là có những cái kim các bạn này. Cái kim này là để tưới cả nước phân, cả nước để cung cấp dinh dưỡng cho dưa. Thì sau một thời gian, cây dưa nó sẽ sinh trưởng và phát triển tốt như thế này. Ở đây là chưa ra trái, tại vì bên mình trồng đợt này thì
thụ phấn nó không thành công nên là trái của nó chưa ra, bên mình phải phá đi, bên mình phải trồng lại cái loại dưa này. Đây là hạt dưa lưới TL3 các bạn nhé. Hôm sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn tại sao mình lại trồng loại dưa này. Đây là những trái dưa nó không đạt tiêu chuẩn các bạn này, bên mình phải bỏ đi mà mình trồng lại các bạn này. Để giới thiệu cho các bạn là cái hệ thống tưới tự động thì nó sẽ như thế nào. Vào bên này là gọi là nhà điều hành của bên mình các bạn này. Nhà điều hành thì các hệ thống tưới auto thì nó sẽ nằm ở đây. Đây là cái bảng điện các bạn này. Cái bảng điện này thì nó sẽ có 3 chế độ. Ví dụ như là mình sẽ tưới tự động này, mình bật sang đây là mình sẽ tưới tự động. Ví dụ như là một ngày mình tưới bao nhiêu lần, một lần là bao nhiêu phút và tỷ lệ như thế nào. Đấy, thì mình sẽ bật sang bên này là nó sẽ tự động tưới. Còn giờ bây giờ là bên mình nó còn tắt, có nghĩa là bên mình nó còn cải tạo loại vườn dưa thì bên mình chưa trồng nên là bên mình tắt. Hoặc là tưới bằng tay thì mình bật sang bên này là nó sẽ tưới, sau đó mình tắt đi. Mà thường thường là bên mình sử dụng là tưới tự động thì nó sẽ chuẩn hơn. Và nó bên trong này là những cái con IC của nó, thì mình sẽ xem các chỉ số ở đây để mình theo dõi. Và bên này nữa là hệ thống điện các bạn nhé. Đây là cái bộ não của hệ thống tưới auto là ở đây các bạn nhé. Nó sẽ tưới theo giờ và tưới theo tỷ lệ. Nên là bên mình là hạn chế được ít nhất là cái chi phí nhân công. Đấy, sau một thời gian thì bên mình trồng thì nó sẽ sinh trưởng và phát triển như thế này. Nhưng bây giờ bên mình trồng nó không đạt nên là bên mình phải phá để trồng lại các bạn này. Các bạn xem đây. Và hôm sau mình sẽ giới thiệu từng chi tiết cho các bạn. Cái dưa như thế này là không đạt các bạn. Không đạt nên là mình phải bỏ đi. Mình phải bỏ đi, mình trồng lại. Nó vẫn có trái ở đây rồi. Hôm sau mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem quy trình trồng dưa từ A đến Z nhá. Từ lúc là bắt đầu cho đến khi là nó phát triển thì nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.